Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của team mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh team mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của team mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, tin mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Một trong 5 thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc cổ đại được xếp vào danh sách những bí ẩn chưa được giải đáp của thế giới. Thưa quý vị, cách đây vài ngày, cơn bão Marcus dữ dội gây ra vô số thương vong và thiệt hại về tài sản cho bất cứ nơi nào mà nó đi qua. Mặc dù khả năng kiểm soát thiên nhiên của chúng ta đã phát triển cùng với sự tiến bộ của khoa học, chúng ta vẫn bị hạn chế bởi nó. Loài người sống ở thế kỷ 21 còn khó tránh khỏi thiên tai, huống chi người xưa cách đây hàng nghìn năm. Hôm nay, tôi sẽ xem qua Yan Jun để điểm danh những thảm họa nghiêm trọng nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Trận động đất gây thương vong nhiều nhất trong lịch sử Trung Quốc xảy ra vào ngày 12 tháng 12 năm 1556, năm Gia Kinh thứ 34 trong triều đại nhà Minh tại tỉnh Thiểm Tây. Theo ghi chép của lịch sử nhà Minh, hoa nhạc Trung Nam Sơn Minh, Hà Thanh trong mấy ngày, quan chức, quân đội và dân thường bị thiệt mạng 830.000 người. Thiểm Tây, Huainan, Huaxian, Hoàng Nhìn và San Yu Yongji là 4 quận chịu thảm họa động đất nặng nề nhất. Nó được gọi là động đất Huaxian. 101 quận bị thiệt hại do trận động đất, phân bố ở 5 tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Sơn Tây và Hà Nam, diện tích khoảng 280.000 km². Khu vực xảy ra trận động đất là 227 quận ở 5 tỉnh và 97 quận ở Thiểm Tây, Sơn Tây và Hà Nam bị thiệt hại. Dư chấn mỗi tháng di chuyển 3 năm 5 tháng, lần thứ hai là nửa năm. Nếu 3 năm không ngừng, 5 năm sẽ dần dần dừng lại. Trận dịch hạch lớn nhất ở Trung Quốc cổ đại xảy ra vào cuối thời Đông Hán. Thời đó, bệnh dịch hoành hành ở đồng bằng miền Trung, lúc đó nhà nào cũng đâu xác chôn, trong phòng có tiếng khóc than, có người đóng cửa mà chết, không thì chết hết. Vào thời điểm đó, đó là cuộc nổi dậy khăn xếp vàng và bệnh dịch đang hoành hành. Đồng bằng trung tâm rơi vào tình trạng cực kỳ kinh hoàng và so sánh số liệu hộ khẩu vào thời điểm đó có thể minh họa mức độ nghiêm trọng của bệnh dịch. Vào năm Hengji Yonshu thứ 2, 156 sau Công nguyên, số hộ gia đình trong cả nước là hơn 16,07 triệu người và dân số là hơn 50,06 triệu người. Đến cuối thời Tam Quốc, tổng số hộ gia đình chỉ còn hơn 1,49 triệu người, dân số còn lại hơn 5,6 triệu người và 200 người, chỉ bằng 1/10 dân số còn lại. Trận sóng thần lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc đã xảy ra ở khu vực Kinh Hải vào cuối thời Tây Hán. Theo ghi chép, tình hình lúc đó là nước biển tràn vào, từ phía Tây Nam tràn ra nhấn chìm hàng trăm dặm đất, 9 con sông dần dần bị biển bao phủ. Trong luận về thủy điển có chép, nước biển xâm phạm phương Bắc, nửa thành thất thủ. Từ những ghi chép trên chúng ta có thể thấy được động lượng và quy mô của sóng thần. Do sóng thần nước biển chạy xa hàng trăm dặm nên đất liền nhấn chìm đất, 9 sông và làm một nửa thành phố thất thủ. Hơn nữa, sóng thần đã phá vỡ môi trường địa lý tự nhiên của khu vực này. Có thể nói nó đã nhấn chìm hoàn toàn khu vực Jinghai và cùng với đó là nó làm biến mất nền văn hóa Đông Pingshu được hình thành từ những ngày đầu ở đây. Cho đến thời nhà Tấn và nhà Tùy, nó vẫn được gọi là Yiwanggu ở góc Tây Nam của biển Bột Hải vào đầu triều đại nhà Tùy. Biển dần rút đi nhưng nó vẫn là một đầm lầy. Trận hạn hán lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc là trận Đại Hán Hán ở Hoa Bắc và những năm đầu của Quảng Châu, kéo dài trong 4 năm từ năm 1876 đến năm 1879. Hạn hán không chỉ khiến sản xuất nông nghiệp thất bại, vùng nông thôn tan hoa mà còn khiến hơn 10 triệu người chết vì đói. Mọi người gọi đó là Jingu Kiwang. Điều quan trọng hơn là hạn hán đã gây ra bệnh dịch châu chấu và mùa màng đã bị tàn phá với số lượng lớn. Trước sức ép của hạn hán và nạn châu chấu, nạn nhân bỏ chạy, chết đói vô số, thậm chí ăn thịt người khi đói. Để tồn tại, những người đói lần lượt đi về phía Nam và hơn 90.000 người tị nạn đã được đưa đến ở miền Nam Giang Tô. Hạn hán ngày càng nghiêm trọng, xảy ra thảm cảnh ăn thịt người. Vào mùa đông năm thứ 3 năm 1877, khắp nơi ở vùng sơn cước khắc nghiệt nhất Sơn Tây đã xảy ra hiện tượng ăn thịt người, có rất nhiều người ăn và bán thịt người. Một trận hạn hán đã biến thế giới thành địa ngục. Một vụ nổ kỳ lạ nhất trong lịch sử Trung Quốc xảy ra vào thời nhà Minh, tức là ở Bắc Kinh cách đây khoảng 400 năm. Một vụ nổ kinh hoàng vào ngày 30 tháng 5 năm 1626 đã xảy ra một vụ nổ lớn tại nhà máy Wanggong ở Bắc Kinh, ngay lập tức phá hủy hàng chục nghìn ngôi nhà và giết chết hàng chục nghìn người. Vương Công xưởng là một hiệu thuốc lớn vào thời nhà Minh, chuyên sản xuất thuốc súng cho nhà Minh, nên nhiều người thời đó cho là nổ thuốc súng. Tuy nhiên thực tế không phải vậy, các chuyên gia cho rằng sức công phá lớn như vậy cần ít nhất 20.000 tấn thuốc nổ TNT. Theo năng lực sản xuất và kho chứa của nhà máy Vương Công lúc đó thì không thể đạt tiêu chuẩn này, vậy ai là thủ phạm? Mọi người đã suy đoán về nhiều khả năng: thiên thạch rơi, lốc xoáy, động đất. Không cái nào có thể đứng vững để xem xét kỹ lưỡng. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là sau vụ nổ, cây cối không có dấu hiệu bị đốt cháy. Tất cả những người chết đều khỏa thân và quần áo của họ được treo trên cây ở phía Tây. Nó thực sự trả lời cho câu nói của Shakespeare: có rất nhiều điều kỳ lạ trên thế giới này. Động đất, lở đất và dòng chảy mảnh vụn cùng tồn tại. Tại sao trên cao nguyên Vân Nam, Quý Châu ở Trung Quốc lại thường xuyên xảy ra các thảm họa địa chất? Quý vị thân mến, thiên tai là những sự kiện tự nhiên xảy ra trong các hệ thống của trái đất và có thể gây ra thiệt hại về người và tài sản. Thiên tai xảy ra bao gồm nhiều yếu tố, trong đó nguyên nhân tự nhiên là nguyên nhân chủ đạo gây ra thiên tai, còn nguyên nhân nhân tạo là do hoạt động của con người có thể làm thay đổi tần suất, phạm vi ảnh hưởng và mức độ tác hại của thiên tai đến một mức độ nhất định. Thiên tai thường có đặc điểm phức tạp, chu kỳ tiềm ẩn đột ngột xảy ra hàng loạt và do nhiều nguyên nhân. Theo nguyên nhân và quá trình xảy ra của thiên tai, chúng ta có thể chia thiên tai thành 4 loại. Loại đầu tiên là thiên tai khí tượng, bao gồm bão, lũ lụt, hạn hán, thiệt hại do nhiệt độ thấp, đóng băng, mưa đá và các thảm họa khác. Loại thứ hai là thiên tai địa chất, địa mạo, bao gồm phun trào núi lửa, động đất, lở đất và các thảm họa khác. Loại thứ ba là thảm họa sinh học, bao gồm thảm họa chuột, thảm họa côn trùng và thảm họa khác. Loại thứ tư là thảm họa biển, bao gồm sóng thần, băng biển, sóng thảm khốc, nước dâng do bão và các thảm họa khác. Tất nhiên, sự phân bố của các loại thiên nhiên không đồng đều, có rất ít nơi trên trái đất không có thiên tai. Trong một vùng có ít hay nhiều thiên tai, nhưng loại hình, tần suất và mức độ thiệt hại của thiên tai là khác nhau. Lấy ví dụ về sự phân bố của các tai biến địa chất ở Trung Quốc, chúng tôi nhận thấy rằng có tương đối ít tai biến địa chất ở một số khu vực. Ví dụ như ở Trung và Hạ lưu sông Dương Tử, hầu như không có tai biến địa chất nào, trong khi cao nguyên Vân Nam Quý Châu là một khu vực thường xuyên xảy ra các thảm họa địa chất. Cao nguyên Vân Nam Quý Châu là khu vực dễ xảy ra tai biến địa chất, đặc biệt là tỉnh Vân Nam rất dễ xảy ra động đất, gây ra thiệt hại về người và của. Việc xảy ra động đất thường do sự va chạm và đùn của các mảng dẫn đến tích tụ năng lượng. Cuối cùng, năng lượng tích tụ đến một mức độ nhất định sẽ dẫn đến nứt vỡ đá và động đất. Trên thế giới có hai vành đai địa chấn chính là vành đai địa chấn Thái Bình Dương và vành đai địa chấn Địa Trung Hải, Himalaya. Cao nguyên Vân Nam Quý Châu nằm gần vành đai địa chấn Địa Trung Hải, Himalaya. Do sự di chuyển lên phía bắc của mảng Ấn Độ Dương, tiểu lục địa Nam Á, nơi có bán đảo Ấn Độ, va chạm với mảng Á-Âu lớn hơn, dẫn đến biến dạng lớn, uốn cong và nâng lên của các lớp đá, tạo thành một loạt các nếp uốn như Himalaya khổng lồ, dãy núi Hoành Diêm và dãy núi Thăng Kula. Các dãy núi cũng như cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng, cao nguyên Vân Nam Quý Châu và các cao nguyên khác, và loại va chạm này vẫn đang tiếp diễn. Các lớp đá gần ranh giới tuyệt chủng vẫn chịu tác động liên tục, đồng thời các lớp đá không ngừng vỡ ra, giải phóng năng lượng và sinh ra động đất. Đây là lý do gây ra nhiều trận động đất ở cao nguyên Vân Nam Quý Châu. Cao nguyên Vân Nam Quý Châu nằm ở vị trí giao nhau của các mảng và các lớp đá bị ép chặt. Vì vậy, địa hình của cao nguyên Vân Nam Quý Châu được hình thành bởi sự nâng lên là tương đối gồ ghề và các lớp đá thường tương đối bị phá vỡ do lực nén của các lớp đá. Mặt khác, do đá ở cao nguyên Vân Nam Quý Châu chủ yếu là đá vôi tan trong nước và khí hậu địa phương là khí hậu cận nhiệt đới ẩm gió mùa, sự hòa tan của nước chảy là hiển nhiên và địa hình karst được phát triển, điều này làm trầm trọng thêm độ nhám của bề mặt. Căn cứ vào những điều trên, cao nguyên Vân Nam Quý Châu dễ xảy ra lở đất và thảm họa dòng chảy mảnh vụn do bề mặt gồ ghề, đá vỡ, địa chất bất ổn, động đất thường xuyên và lượng mưa lớn và dồi dào, cùng với sự tàn phá của thảm thực vật bề mặt bởi các hoạt động của con người, các thảm họa sạt lở đất và dòng chảy đá vụn ngày càng nghiêm trọng hơn. Vậy tại sao luôn có các tỉnh Hồ Nam và Giang Tây nằm trong các khu vực xảy ra mưa lớn và lũ lụt ở phía Nam? Thưa quý vị, thiên tai đề cập đến các sự kiện tự nhiên xảy ra trong hệ thống bề mặt trái đất và có thể gây thiệt hại về người và tài sản, bao gồm các thảm họa địa chất và địa mạo, thiên tai khí tượng, thảm họa biển và thảm họa sinh học. Trung Quốc là một trong những nước chịu nhiều thiên tai nghiêm trọng nhất trên thế giới. Thiên tai ở nước này có đặc điểm là nhiều loại, tần suất cao và phạm vi ảnh hưởng rộng. Năm 2019, thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai gây ra ở nước này lên tới 327 tỷ nhân dân tệ. Lũ lụt và hạn hán là những thảm họa thiên nhiên phổ biến nhất ở đây và phạm vi thiệt hại rất rộng. Sự không chắc chắn của gió mùa ở phía đông vùng gió mùa của Trung Quốc là nguyên nhân của hạn hán và nguyên nhân chính của lũ lụt. Thiên tai lũ lụt bao gồm hai loại: lũ lụt và mưa lũ. Trong một vùng có nhiều thiên tai lũ lụt, tức là một vùng nào đó có quá nhiều nước và tốc độ thoát nước chậm. Từ quan điểm về lượng nước, có thể có hai lý do. Thứ nhất là có rất nhiều lượng mưa trong khí quyển ở khu vực này, chẳng hạn như lượng mưa lớn liên tục và lưu lượng nước tập trung ở khu vực này, chẳng hạn như trung và hạ lưu sông, vùng trung lưu, thượng nguồn và nhiều phụ lưu sẽ đưa lũ về nơi đây, làm tăng lượng nước lũ. Ở góc độ thoát nước, các khu vực bị lũ lụt nghiêm trọng thường thoát nước chậm và thoát nước kém do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân chính là do địa hình thấp bằng phẳng, cách biển xa, dòng chảy của các kênh sông chảy chậm và các sông trên mặt đất và các yếu tố. Lượng mưa quá lớn, lượng nước đổ và lớn và tốc độ thoát nước chậm là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thảm họa lũ lụt. Hãy phân tích tại sao luôn có Hồ Nam và Giang Tây khi mưa lớn ở khu vực phía Nam và thiên tai lũ lụt xảy ra. Trong câu hỏi này, tiền đề là các trận mưa bão đã xảy ra ở khu vực phía Nam, giống như thời tiết Meiyu ở trung và hạ lưu sông Dương Tử hiện nay, và các khu vực Hồ Nam và Giang Tây đã đạt đến thời điểm trong năm khi ở đó là một lượng lớn kết tủa. Theo quan điểm của hệ thống, Hồ Nam và Giang Tây thuộc hệ thống sông Dương Tử, nằm ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, nước ở thượng nguồn sẽ dồn về vùng hạ lưu. Ngoài ra, hệ thống sông Tương Giang ở Hồ Nam và hệ thống sông Dân Giang ở Giang Tây sẽ dồn lượng mưa trong tỉnh về vùng trũng thấp. Do đó, ở các tỉnh Hồ Nam và Giang Tây, khi mưa lớn xảy ra trên lưu vực sông Dương Tử, lượng lưu vực cũng lớn. Ngoài ra, các khu vực phía Bắc của các tỉnh Hồ Nam và Giang Tây, đặc biệt là các khu vực xung quanh hồ Đồng Đình và hồ Poyang thuộc địa hình đồng bằng, là một bộ phận cấu thành của đồng bằng trung và hạ lưu sông Dương Tử, có vùng thấp và địa hình bằng phẳng và thoát nước kém. Ngoài ra, khi sông Dương Tử chảy qua các tỉnh Hồ Nam và Giang Tây, địa hình thấp và bằng phẳng, lòng sông cong, tốc độ dòng chảy của sông chậm. Từ góc độ đất liền và biển, các tỉnh Hồ Nam và Giang Tây vẫn còn một khoảng cách xa với đại dương. Do đó, lũ ở hai tỉnh này chỉ có thể tiếp tục chảy theo hướng đông qua sông Dương Tử và đi qua Giang Tô và Thượng Hải trước khi tràn vào đại dương. Biển xa hơn khiến việc xả lũ chậm hơn. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của tin mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.